chào mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng ở Quizmon quận 7. Và hôm nay thì mình sẽ dắt mọi người đến ngôi nhà của FM Phóng Nhỏ Báo Ngoài Người. Và thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thôi. Tại vì mình nhớ má là có một lần là mình đi coi phim thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình đã không nhớ nó ở đâu cả. Nên bây giờ mình sẽ đi tìm cả. Và chúng ta đã đến với SM Town. Bây giờ đi vào thôi. Bây giờ là 1:33. Nên là bây giờ chúng ta không thể vào được. Thời gian hướng dẫn tham gia ở đây là từ 2 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Buồn quá à. Bây giờ chúng ta phải làm gì 30 phút nhỉ? Lại đi tham quan. Vậy thôi, chúng ta sẽ đi tham quan ở đây kiếm gì ăn đã, rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại ngay nhá. Đi thôi. Tiếc quá. Cái này là do mình không tìm hiểu trước thật sự. Mình cứ tưởng là khi nào tới cũng được. Buồn quá. Phải đợi 30 phút rồi. Bây giờ ăn gì ta? Thôi mình đi ăn đã nhá. Rồi hẹn gặp lại mọi người lát nữa. Và cuối cùng thì Luna cũng đã tìm được địa điểm để mình có thể ăn trong lúc chờ đợi đến 2 giờ chiều nay để chúng ta cùng tham quan ở SM Town. Và bây giờ thì mình sẽ order đồ ăn nhé. Bạn quay phim ơi, không biết là mặt mình có bị cận và bự quá không ạ? Nếu mà được thì mình sẽ biến phép một chút để cho nhìn rộng hơn, nhìn mặt mình xinh hơn nhá. 2, 3. Thế mỏi thật nha. To chưa ạ? Rộng quá chưa ạ? Biết sao không? Sợ quay phim tròn. Sợ quay phim tròn. Nên mình order nhá. Không biết là cái giờ mà mình lên clip này thì mọi người đã ăn chưa nhở? Trong đây thì có nhiều món lắm, nhưng mà mình thấy món nào cũng hơi bị ngấy ngấy ý. Chắc là mình sẽ ăn cơm, hiện tại mình đang hơi đói. Mình sẽ ăn cái nào đây ta? Cái vấn đề mà lựa món là một cái vấn đề cực kỳ khó khăn và nan giải luôn nhá. Không biết là với mọi người như thế nào, nhưng mà Luna cứ mỗi mà đến giờ ăn á, hôm nay mình ăn gì nhỉ, trưa nay mình ăn gì ta, món này thì như thế này không được, món thế này thế kia. Nhịn. Chắc là mình sẽ ăn A few moments later. Ăn 6.5 hours later. Mình sẽ ăn cái món này. Ủa, món này không có trứng mọi người ạ. Món này chỉ có kim chi thôi. Món này không có trứng, nhưng mà cái trứng lòng đào ở đây cực kỳ ngon luôn thề. Cái trứng lòng đào ở đây ăn một trái thôi là no rồi, không cần phải ăn cơm nữa. Nên là mình sẽ ăn cái này đi để có trứng. Mặc dù là mình đã kiểu rất là khéo léo để đổ cho nó có thể nằm cái trứng ở giữa, nhưng không, nó không thể nghe lời chút nào, nó nằm không. Trứng đánh nó đã lắm. Ừ. Thôi chắc mình phải ăn đây, mình đói quá rồi. Bye bye. Mọi người, và bây giờ thì chào mừng mọi người đã quay lại đúng với chủ đề ngày hôm nay, là chúng ta sẽ đến với nhà SM. Mọi người ơi, mình hỏi một chút nhá, là trong nhà SM thì mọi người là fan của ai vậy? Comment ở dưới đi. Coi có ai giống mình không? Chúng ta mình biết ít đó mọi người. Mình là một con ngu K-pop ấy. Mình thấy mấy cái logo ở đây thì mình đoán là đây là tất cả logo của nghệ sĩ, của nhóm nhạc của em đúng không ạ? Nhưng thật sự EXO này, Supreme, FX. Không biết. Ủa là chỉ có 4 nhóm này hả? Mình nhớ là mình còn nhiều nhóm khác nữa mà. Là gồm 3 nhóm nhạc và 1 ca sĩ.
Đi thôi, đi vào bên trong nhá. Thật sự thì mình ở đây thì em ơi, trong đấy rất là nhiều bạn trẻ nhá. Nhưng mà kiểu tại vì các bạn là fan hâm mộ á, nên là rất muốn đến tham quan. Mình nghĩ mình sẽ vào bên đây trước. Tại bên này hiện tại mình không thấy ai cả, nên một mình mình sẽ chiếm lĩnh cái bên này. Vừa rồi thì Luna đã đưa tất cả mọi người đi tham quan SM Town Việt Nam. Và thật sự thì khi mà mọi người xem qua đây thôi là đã cảm giác rất là háo hức rồi đúng không? Nhưng mà khi đến trực tiếp nữa đi thì kiểu như mình sẽ bị choáng ngợp trong cái không gian đó, toàn là xung quanh, toàn là idol của mình không thôi. Vì vậy nên là mọi người hãy đến kiểu như mình hãy trực tiếp đến SM Town đi. Nếu mà được thì hãy trực tiếp đến để tham quan để có thể gọi như là tận hưởng cái sự sung sướng như mà mình vừa mới tận hưởng hồi nãy. Hẹn mọi người ở các vlog tiếp theo của Luna nhé. Và hãy like cũng như đăng ký kênh của Luna TV nhé. Bye bye.